Mỹ Anh và Thế Anh xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 7 năm 2023, chương trình sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Lật thuyền trên sông Rồng Nô, Đô, hai người tử vong. Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực thành phố Đà Lạt ngập nặng, Bộ Công Thương chỉ rõ khuyết điểm vi phạm của EVN để xảy ra thiếu điện. Nhiều doanh nghiệp khai bị ép đưa hối lộ tại phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu. Giữ lửa là nghề bánh tráng Cù Lao Mây hơn trăm năm tuổi ở Vĩnh Long. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Mở đầu chương trình là thông tin về tai nạn đường thủy. Trong lúc vượt qua sông Rong Nô, ranh giới giữa hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắc, chiếc thuyền chở bắp đã bị lật khiến hai người rơi xuống sông tử vong. Thông tin ban đầu vào sáng nay, anh DDG và anh HVC cùng sinh năm 1986, trú tại xã Đức Xuyên, huyện Rồng Nô, tỉnh Đắk Nông. Đi thu hoạch bắp tại xã Ea Trời Bin, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắc. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai dùng thuyền để chở bắp qua sông Rồng Nô khi đi ra giữa sông, chiếc thuyền bất ngờ bị lật úp, khiến anh D và anh C rơi xuống sông mất tích. Thời điểm xảy ra tai nạn, nước sông lớn chảy xiết. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp tìm kiếm hai nạn nhân. Đến 14 giờ 30 phút chiều nay, thi thể hai nạn nhân mất tích đã được tìm thấy tại vị trí cách hiện trường khoảng 500m về phía hạ nguồn sông Rồng Nô. Hiện đang bước vào mùa mưa lũ, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi di chuyển qua các sông suối, ao hồ, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Cũng trong sáng nay, trên địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra vụ va chạm giữa xe đạp điện và xe container, khiến người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong tại chỗ. Khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, xe container mang biển kiểm soát 51D36826 và xe đạp điện của người phụ nữ chạy cùng chiều trên đường Trần Văn Dào. Khi đến gần giao lộ đường Trần Văn Dào, đường D3C, khu công nghiệp Lê Minh Xuân thì xảy ra tai nạn. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe đạp điện bị kẹt dưới gầm xe container, người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, công an huyện Bình Chánh có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, trận mưa lớn kéo dài vào trưa nay đã khiến nhiều đoạn phố ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ngập nặng. Nhiều khu vực nội ô cũng ghi nhận xuất hiện mưa đá sau trận mưa lớn kéo dài nhiều khu phố ở nội ô thành phố đà lạt ngập trong nước các khu phố này chủ yếu nằm gần suối cam ly suối phan đình phùng theo lãnh đạo quỹ ban nhân dân thành phố đà lạt các điểm ngập đều nằm ở khu vực hạ lưu suối nơi ít có hoạt động du lịch và lưu trú tuy nhiên việc đảm bảo an toàn cho du khách đang được thành phố quan tâm đặc biệt đồng thời đơn vị cũng đã cử lực lượng đến các điểm ngập để ứng phó giám sát các điểm có nguy cơ sạt lở để có phương án phù hợp Mới đây trong chuyến đi biển, một tàu cá của người dân tỉnh Khánh Hòa đã đánh bắt được hai con cá nạn biển có kích thước lớn. Đây là loài sinh vật biển thuộc họ cá đuối lớn, rất hiếm gặp trên biển. Hai con cá nạn biển này được tàu cá của người dân tỉnh Khánh Hòa đưa lên cảng cá cửa bé, thành phố Nha Trang, sau chuyến đi biển dài ngày. Ước lượng mỗi con nặng gần 30 kg, dài 70 cm và có chiều ngang khoảng 150 cm. Cá nạn biển có thân hình dẹp, chiều ngang rất rộng giống như cá dĩa, Giá bán cho thương lái ở thời điểm hiện tại khoảng trên dưới 50.000 đồng một ký. Với sự phối hợp của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang cùng các đơn vị có liên quan và một số doanh nghiệp, Hội chợ Thương mại và các sản phẩm ô cốp Hậu Giang đã khai mạc và sẽ diễn ra đến ngày 17 tháng 7 tại thành phố Dị Thành. Hội chợ quy tụ gần 300 gian hàng của trên 150 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đặc biệt có sự tham gia trưng bày giới thiệu đặc sản vùng miền của các tỉnh thành về phía tỉnh Hậu Giang, ngoài các sản phẩm thương mại dịch vụ, còn có hơn 170 sản phẩm ô cốp đạt chuẩn 3 sao, 4 sao của các doanh nghiệp trưng bày quảng bá sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến du khách. Các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại. Hội trợ thương mại và các sản phẩm ô cốp Hậu Giang tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể ô cốp, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu kết nối, giao lưu hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Mực cơm dùng biển bãi ngang là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam và nghề hấp mực cơm cũng đang đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương, ghi nhận tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình. Mực cơm có nhiều ở dân biển miền Trung từ tháng 2 đến đầu tháng 6 âm lịch, chỉ lớn hơn ngón chân cái, thịt dày, mềm và ngọt. Người dân ra khơi từ chiều, đánh bắt gần bờ trong đêm rồi đưa vào bán nên mực cơm rất tươi, sau khi mua mật về, người dân sơ chế, rửa sạch, phân loại theo kích cỡ và xếp vào rổ tre hình tròn để hấp. Mật chính căn phòng có màu đỏ hồng được dớt ra, cho lên dàn ráo nước. Sau đó được vận chuyển bằng xe máy đem bán ở chợ. Giá bán mực hấp từ 100.000 đến hơn 250.000 đồng một ký, tùy loại lớn nhỏ. Theo ghi nhận, hiện xã Bình Minh có hơn 100 tàu khai thác hải sản và 150 hộ dân làm nghề hấp mực mỗi ngày người dân trong xã cung cấp hàng tấn mực cho thị trường trong tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Tây Nguyên. Địa phương cũng đang xây dựng thương hiệu mực cơm hấp Bình Minh để mở rộng thị trường tiêu thụ cho người dân. Thưa quý vị, hơn 100 năm tồn tại với bao thăng trầm, làng nghề bánh tráng Cù Lao May tại xã Lục Sĩ Thạnh, huyện Trà Ôn, tỉnh Nhân Long vẫn được nhiều người biết đến. Dân à, và bằng tình yêu nghề thì nhiều gia đình vẫn đang nỗ lực giữ lửa cho làng nghề, một là nghề truyền thống đặc sắc của địa phương, cứ thế mà được lưu giữ, truyền đời, góp phần làm phong phú văn hóa địa phương. Bà Hồ Thị Đẹp ở xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, gắn bó với nghề bánh tráng đã gần 50 năm nay. Đây là nghề truyền thống của gia đình, đến bà là đời thứ ba. Cái nghề giống là sinh kế, nay đã trở thành niềm vui và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà. Nghề nào cũng vậy, mình yêu thích, thì mình mà phải gắn bó với nghề nghề của mình thế nào già quá rồi mà không nói nữa là cô nghĩ chứ không bao giờ bỏ nghề bánh tráng cù lao mây được yêu thích nhờ hương vị đặc trưng của loại bánh truyền thống được làm hoàn toàn bằng thủ công theo chia sẻ của các thợ tráng bánh lâu năm tại làng nghề bánh tráng muốn ngon trước hết phải chọn được nguyên liệu tốt phù hợp như gạo thường là gạo lúa mùa thì bánh làm ra mới dai ngon tôi làm nghề này cũng khoảng ba mấy năm rồi chán hồi còn nhỏ rồi bây giờ lập gia đình xong rồi cũng vẫn theo nghề chám bánh cái nghề của mình là nghề truyền thống đó cha truyền con nối mình làm quà tết hay là ngày thường đồ mà có khách nước ngoài về đó cái người ta đem ra ngoài người ta tặng ở ngoài cái ổ ngoài nói ăn bánh ngọt nhớ quê nhà <laughs> ai cũng thích lắm bên cạnh các loại bánh truyền thống người làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây cũng sáng tạo thêm các loại bánh mới như bánh tráng ớt, bánh tráng thanh long và không ngừng nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm. Cái bánh tráng hiện nay thì mẫu mã nó đẹp mắt hơn, thành ra nhiều khách hàng người ta ưa chuộng. Hiện nay thì cái bánh thì cũng được Sở Khoa học Công nghệ đã hỗ trợ về nhãn mát, rồi bao bì, rồi các các thiết bị như là máy cắt bánh, mét chân không, về hỗ trợ về mọi mặt thành thứ cái bánh bây giờ nhìn vô thì thấy là thấy nó đẹp mắt hơn xưa. làng nghề bánh tráng cù lao mai hiện nay có khoảng 20 đến 25 hộ duy trì sản xuất quanh năm. vào các dịp cao điểm như tết nguyên đán, một số hộ nông dân cũng tham gia sản xuất thợ vụ, nâng tổng số hộ sản xuất trong làng nghề lên khoảng 50 đến 60 hộ. trải qua hơn trăm năm là nghề bánh tráng cù lao mây vẫn được gìn dưỡng và phát huy, đồng thời có nhiều cải tiến đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Quý vị đang xem chương trình Người đưa tin 24 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Tiếp tục chương trình hôm nay là những thông tin đáng chú ý sau. Bộ Công Thương chỉ rõ khuyết điểm vi phạm của EVN để xảy ra thiếu điện. Nhiều doanh nghiệp khai bị ép đưa hối lộ tại phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu. tham quan bảo tàng hoạt động ý nghĩa bổ ích trong dịp hè của học sinh ở An Giang. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Sau gần một tháng thanh tra, sáng nay, đoàn thanh tra của Bộ Công Thương đã chỉ ra những tồn tại hạn chế khuyết điểm vi phạm trong công tác chỉ đạo điều hành cung cấp điện giai đoạn 2021-2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị có liên quan khi để xảy ra thiếu điện. Cụ thể, cơ quan thanh tra đã chỉ ra EVN chậm đầu tư quan thành nguồn và lưới điện, chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện, làm giảm khả năng cung cấp điện, không chấp hành nghiêm một số chỉ đạo về kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện, làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng. Bên cạnh đó, EVN và các đơn vị liên quan còn điều độ vận hành hệ thống điện mất cân đối trong quy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm. Kết luận cũng chỉ rõ tập đoàn này đã để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo liên quan đến hành vi đưa hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu. Tại phiên tòa xét xử, nhiều bị cáo là đại diện các doanh nghiệp đã khai bị gợi ý hoặc bị ép phải đưa tiền hối lộ để được cấp phép chuyến bay khai tại tòa, bị cáo Hoàng Diệu Mơ, tổng giám đốc công ty An Bình cho biết đã sử dụng công ty An Bình và năm công ty liên kết để tổ chức thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước. Mơ đã đặt vấn đề và được các cá nhân có thẩm quyền giải quyết cấp phép 66 chuyến bay. Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, Mơ đã đưa hối lộ cho 7 cá nhân có thẩm quyền, tổng số 41 lần, số tiền hơn 34,6 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Mơ và gia đình đã nộp 2,4 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Bị cáo Mơ khai, nếu bị cáo không đưa tiền hối lộ, nhiều khả năng bị cáo sẽ không được cấp phép thực hiện các chuyến bay giải cứu. Nếu được cấp phép thì cũng chỉ được cấp một chuyến bay, chứ không được cấp phép tới 66 chuyến bay như vậy. Tương tự, bị cáo Nguyễn Thị Tường Vi, giám đốc công ty ATA, khai, việc đưa tiền này là nhằm mục đích cảm ơn các cá nhân đã duyệt cấp phép chuyến bay cho bị cáo, đồng thời đề nghị tiếp tục thực hiện các chuyến bay sau này bị cáo vì nghĩ nếu bị cáo không đưa tiền cảm ơn thì khó tiếp tục được phê duyệt các chuyến bay tiếp theo bị cáo trần thị mai sa giám đốc công ty masterlife khai lúc đầu bị cáo nộp hồ sơ xin cấp phép chuyến bay giải cứu nhưng chờ mãi không được cấp phép đến sát ngày bay cũng không được các cơ quan chức năng cấp phép do vậy bị cáo đã phải đưa tiền để được cấp phép các chuyến bay và thực tế đã tổ chức được 18 chuyến bay giải cứu Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng một tháng. Người đưa tin 24 giờ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan để gửi đến quý vị. Còn bây giờ, chương trình sẽ được tiếp tục giới ghi nhận tại Thái Bình. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kiến Sương đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Doãn Trần Dương, 25 tuổi, trú tại xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Ninh Định, về tội làm giả tài liệu con giống của cơ quan tổ chức. Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Thái, 28 tuổi, Trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Sương. Theo cơ quan công an huyện Kiến Sương, đầu tháng 7 này, đội cảnh sát hình sự phát hiện bùi Văn Thái có hành vi mua bán giấy phép lái xe giả thông qua trang Facebook Thầy Thắng Trung tâm sát hạch lái xe. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định trang mạng xã hội này là của ấp Doãn Văn Dương. Khai nhận tại cơ quan điều tra, Dương cho biết từ tháng 5 năm nay, Dương đã lập trang mạng xã hội rồi thường xuyên đăng bài trao bán giấy phép lái xe giả. Khi nhận được yêu cầu, Dương sẽ làm giả giấy phép lái xe và giao bằng hình thức ship code, giao hàng thu tiền. Khám xét tại nơi ở của Dương, lực lượng công an thu giữ một máy tính, 6 điện thoại di động, hai giấy phép lái xe giả và danh sách 2.870 đơn hàng đã chuyển giấy phép lái xe giả. quý vị, với trẻ em thì mỗi một mùa hè là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt và đáng nhớ Gia sẽ càng ý nghĩa khi các em được tham gia các hoạt động trải nghiệm. À, tăng thêm kiến thức về lịch sử, văn hóa, xã hội lại biết thêm nhiều kỹ năng mềm. Các em học sinh trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang có những trải nghiệm bổ ích từ chuyến tham quan bảo tàng An Giang do trường tổ chức, ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Từ câu chuyện thú vị xoay quanh những tranh ảnh, những hiện vật cổ vật hàng ngàn năm đến những giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc, tất cả đều được hướng dẫn viên giới thiệu cho các em học sinh trong chuyến tham quan bảo tàng An Giang. Ngoài ra, các em còn được biết nhiều thông tin về nền văn hóa ốc eo qua các hình ảnh, tư liệu quý, các hiện vật và cổ vật. Đặc biệt là phòng trưng bày về các bảo vật quốc gia thuộc văn hóa ốc eo tại Bảo tàng An Giang. Em đã học được rất nhiều bài học như là tìm hiểu được các cuộc đấu tranh và giành độc lập, xây dựng quê hương An Giang. Em sinh ra và lớn lên. Em cũng tìm hiểu thêm những nét văn hóa đặc sắc của từng dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang. Tất cả các bài học lịch sử đều được tái hiện bên trong viện bảo tàng với các hiện vật được lưu trữ trong các ngăn tủ kính. Cộng thêm việc các thầy cô trong viện bảo tàng hướng dẫn và thuyết minh rất hay. Qua những điều trên thì em thì càng yêu mến và tự hào về quê hương An Giang của mình hơn. Sau khi tham quan, hướng dẫn viên còn tổ chức đốn vui có thưởng, bằng hình thức đoán tranh về ca giao tục ngữ, hoặc trả lời những câu hỏi ôn lại kiến thức về nội dung đã thuyết minh. Sau đó các em còn được tham gia các trò chơi tập thể. Em rất mong có thêm nhiều các hoạt động như thế này vì khi tham gia các hoạt động như thế, chúng em sẽ biết thêm nhiều kiến thức mới, nhiều điều mới không có trong sách vở. Cạnh đó, chúng em còn được tham gia vào những trò chơi vận động khá là vui nhộn. Sức tuổi em được thư giãn, thoải mái tinh thần. Những điều đó đã giúp cho chúng em có được một mùa hè rất vui và bổ ích. Học hành, nhưng trẻ cũng cần được vui chơi giải trí. Và những sân chơi hè bổ ích như thế này sẽ giúp các em có cơ hội được trải nghiệm, lĩnh hội thêm nhiều kiến thức và rèn luyện những kỹ năng cần thiết. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.